Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, dù ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, nhưng với cơ cấu hợp lý cộng với nguồn cung ổn định, nên ngành thương mại dịch vụ của huyện Tân Lạc vẫn duy trì được sự ổn định. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ước đạt hơn 2.047 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2020. Có được kết quả trên, trong năm qua, huyện Tân Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư, nâng cấp, phát triển cơ sở hạ tầng, phục vụ hoạt động thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, thủ tục hành chính để doanh nghiệp đầu tư tham gia các hoạt động kinh doanh, khuyến khích hộ kinh doanh cá thể, mở rộng buôn bán. Ngoài duy trì 11 chợ truyền thống, họp định kỳ vào các ngày trong tuần, địa phương còn đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, nông nghiệp gắn với khai thác và mở rộng thị trường, tạo kênh tiêu thụ nông sản, hàng hóa ổn định cho nông dân. Các điểm kinh doanh chuyên nghiệp, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi cũng đang phát triển khá mạnh. Toàn huyện có 310 hộ kinh doanh cá thể, 2 siêu thị mini, 8 cửa hàng tiện lợi cùng hàng nghìn hộ kinh doanh nhỏ. Bên cạnh đó, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống gian lận thương mại, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Nhờ vậy, hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của người dân. Đặc biệt trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Tân Lạc đã xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa theo các cấp độ và luôn đảm bảo nguồn cung hàng hóa đầy đủ cho người dân. Trên địa bàn không xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, tăng giá. Tân Lạc đang tiếp tục vận động các hộ kinh doanh mở rộng mạng lưới trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tích cực tìm cơ hội tiêu thụ sản phẩm, phối hợp các ngành chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán nhằm ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, sốt giá phục vụ nhân dân.